Cá anh em nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Tim Sắt Đất Thắng anh em. Em với thằng Gum nha. Gum đây. Xuất hiện rồi đó nghe anh em. Nhìn Gum bữa nay em nhìn thấy mặt nó đía. Nó đía thiệt tình luôn á. Lên cho anh em một con. Không có hả? Lên cho anh em một cái con Mitsubishi GM181. Trời, cái này thương hiệu nổi tiếng anh em ơi. Cái dòng này xài nó bền. Sao bữa nay em nhìn Gum sao mà em giống nói anh em. Quần rách te tua hết trơn anh em ơi. Cái này em đây, em không dám lộ diện gì, em quá trời bèo, em bèo còn hơn Gum nữa. À, em quay mặt trước cho anh em mình coi ha. Làm nhiều chừng nào nó sẽ nghèo hung chừng nấy anh em. Bởi anh em nếu mà ở nhà anh em làm tèn tèn vậy chứ anh em khỏe. Làm nhiều như tụi em là rồi. Nó te tua, nó tơi tả như cái mền rách. Cái máy thì rất là mới anh em ơi. Nhưng nó có ưu điểm là nó dốc nước sơn chỗ này nè, nó dốc nước sơn chỗ này tí xíu ha. Rồi để em quay chi tiết cho anh em mình ha. Thì những cái dòng máy này nó có giá trị cao, bởi em quay anh em nó, anh em kỹ để anh em tiện theo dõi nè. Thứ nhất là ốc, anh em nhìn thấy là ốc nó còn số nguyên bản hết, ốc xả nhớt dường như là chưa có thấy dấu chạy luôn. Và đặc biệt là phía sau lưng nè, cái chỗ ăn tiền của mấy ảnh nè, ốc vàng nín luôn anh em ơi. Cái này là vàng nhóc bu vàng nhé. À, nhờ con mở ti thêm nhớt cho bà con mình coi luôn. Nhớt còn vàng luôn. Nhớt này nhớt vàng vàng hay đen đen, nhớt của người ta ngủ qua thôi. Cái này là hoàn toàn là có sao để gì nghe nè, ống xăng nó gì nè, ống xăng zin nó còn nhìn cái màu đã quá. Còn ống xăng lô của mình thì nó không có việc gì. Cái con zin đó anh em. Có cái ống khói này tụi em có mở nha, anh em lưu ý nha. Ống khói tụi em có mở. Máy quá trời đẹp anh em ơi. Đẹp từ chi tiết luôn. Chỉ có tiếc cái này nè anh em. Tiếc cái chỗ này thôi. Ốc trên đây nè. Nó vàng nín. Mình xăng zin nguyên si. Rồi để nhờ Gum test hàng cho mình ha. Hình như không có me thôi. Máy này nó không có me. Rồi nó nghỉ dây luôn rồi. Không có con coi nó không có me á. Cái máy mà nó không có me anh em, nó me nó không chạy. Thì con để lại con không có nghe thôi. Thấy không? Không có nghe đúng không? Nó mạnh nghe, nó nghe không vậy? Rồi đem đắt anh nhờ. Anh nhờ Gum để nguyên hiện trạng rồi, dịch cho anh em mình coi nha. Là không đóng me anh em. Anh em đóng me là nó không chạy. Đó. Nãy mình chưa biết cái nốt cái đó. Anh em đóng me thì dịch không chạy, mà để nguyên hiện trạng gì thì nó chạy. Anh em để nguyên hiện trạng gì nè. Rồi con nẻ lên cái cho bà con mình coi. Con nẻ ra và cái luôn. Nó đi đường móc rồi. Để lên cái này nè con, để ở dưới nó kề luôn, để lên cái miếng áo nè, đúng rồi, thì cái máy nó giá trị cao. Ok, rồi tắt máy đi con. Vì cái máy nó giá trị cao nên em quay thật là chi tiết cho anh em mình ha. Để nhiều khi cái không có quay rõ các anh em cũng ngần ngại. Nhưng mà theo em cũng vậy, cái nào nó cho nó rõ ràng. Vì phải như cái máy nó vài trăm ngàn thì mình có thể mình mua một cách dễ dàng. Nhưng mà vì cái máy này nó mắc. Rồi để em quay chi tiết cho anh em mình coi kỹ hơn ha. Đặc biệt là nó anh em có bình xăng. Con này mình xịt dầu nè. Xịt dầu nó có
bình xăng không? Để em lấy cho anh em coi bình xăng là gì đây. Bình xăng sáng trưng luôn anh em ơi, rất là đẹp. Rồi em cũng xin báo giá anh em mình luôn ha. Cái máy này em tính anh em là 6,3 triệu, còn phí ship của máy này là em tính anh em là 120 anh em. Anh em nào làm được hú em ha. Mitsubishi 1816 ngựa, 1816 ngựa này là 68 ly, là cái thằng ngày xưa. Nói chung là những anh em nào cũng như bà con cô bác nào là nhà có điều kiện mới mua được những cái máy này nha anh em. Còn bây giờ thì hàng hóa nó thông thoáng hơn ngày xưa rồi, mình có thể mua một cách dễ dàng ha. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em cũng như bà con mình đã xem hết video của em ha. Cảm ơn con nhiều nha. Thằng Tài này nha, còn gum nè, thằng cam mới gum nè đó. Có hàng dâu mà có vài cộng dê là nó đó. Rồi chào tạm biệt anh em.